Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, khoe cái chậu mai ở nhà My hôm nay nó nở ra nè. 3-4 ngày nay là nó đã nở rực rỡ như vậy rồi nè các bạn ơi. Bây giờ là chỉ có ngồi đó rồi ngắm em rồi chờ đón Tết thôi chứ còn không chờ cái gì nữa hết á. Bây giờ mấy cái nụ ở trên đây cũng còn nữa nè. Nụ trên đây cũng còn nữa nè. Đó, thấy thương không? Cây này là cây nhỏ vừa rồi của My nhỏ xíu vậy đó các bạn, mà bữa nay vậy nè. Còn cái chậu bên này nè các bạn, vừa rồi cũng cành không à, không có cái bông nào hôm nay nè, thấy thương chưa? Các bạn thấy có thích không? Bông nó nở ra đẹp mê luôn. Chơi cái này xứng đáng đồng tiền các bạn hả? Nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh mà đẹp quá chừng luôn á. Còn nụ nữa nè. Mà bây giờ chưa cần nở hết mà mình đã enjoy được rồi. Thấy thương quá luôn. Mai mốt cái chậu này xong rồi mình đem đi trồng xuống đất luôn cũng được. Hoặc là mình để như vậy luôn, năm sau có bông tiếp nữa. Rực rỡ luôn. Cái chậu này là vừa rồi mình lấy ở vườn anh Khoa về nha các bạn. Mà bây giờ anh Khoa hết rồi, các bạn mua là trễ rồi. Hiện tại là anh Khoa còn hình như mấy cái cây mai đỏ này nè, còn vài cây thôi à các bạn. Anh Khoa nói nếu mà bán được không được thì đem vô nhà trưng. Nếu các bạn có cần thì chạy lại nhanh nhanh coi cái chậu mai đỏ nào các bạn thích thì đem về trưng nha. Mấy cái chậu mai này mình thấy cũng rất là đẹp luôn các bạn. Quá chừng đẹp luôn. Nếu ở nhà mình có mai vàng rồi cứ mình để bên là chậu mai đỏ. Cái này kêu là mai đỏ hoặc là đào nhiệt đỏ là cũng nó luôn á. Mà đẹp ơi là đẹp luôn. Mấy cái dáng này á, mình nhìn nó giống như là cái cây giả á chứ các bạn ha. Cái đào đỏ nè, nhìn không có giống cây thiệt mà đẹp mê luôn. Thì các bạn nào thích sưu tầm đào nhiệt đỏ Japanese Queens á, thì mình lấy những cái loại bông này ha. Rất là đẹp luôn, y như bông mai vậy đó, năm cánh. Đẹp quá luôn, mua về chứ các bạn ơi. Như cây mai này của My là My ưng ý lắm luôn á. Các bạn ơi, đây là cây đào cành lá xum xuê, đang có nụ quá chừng luôn để chuẩn bị đón Tết. Đào màu đỏ mà gốc bonsai, quá chừng đẹp luôn. Lâu lâu nó cũng có ra nụ tiếp luôn, nếu mà những ngày thường á các bạn thì nó cũng ra nụ tiếp nữa mà đẹp quá chừng luôn á. Cái chậu cũng rất là đẹp, mai đào nở rực rỡ luôn các bạn ơi, đẹp quá chừng luôn. Một cây này vừa rồi anh để là 30 đồng một cây đó các bạn, thấy thích quá chừng luôn nè. Mà bây giờ hết rồi, các bạn mà mua bây giờ là trễ rồi, năm sau đi. Rồi mình xin dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây, hay nấu những món chay đơn giản, hay là cùng đi shopping với My ha. My chúc cho các bạn cùng gia đình năm mới ăn Tết vui vẻ, gia đình được bình an, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và vạn sự đều được như ý ha. My chào tạm biệt. Bye bye.